Vâng, xin chào bạn và chào mừng đã quay trở lại VLab. Từ đầu năm đến giờ, nếu như các bạn có tham khảo những cái dàn sản phẩm của Xiaomi thì ngoài chiếc K20 Pro là một con máy mà cực kỳ ngon, gọi là vô đối trên tầm giá, thì mình vẫn chưa tìm thấy một con nào mà nó kiểu thật sự là xuất sắc vượt lên trên tất cả những cái chiếc máy ở trong cùng tầm. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái chiếc máy, mặc dù mức giá của nó theo như mình tham khảo tại Seven S nó chỉ nhỉnh hơn 2 triệu một chút thôi, nhưng cá nhân mình thấy rằng đây là một con máy có thể nói là gần như là toàn diện trong tầm giá, gần như là K20 Pro luôn. Đó chính là chiếc Redmi 8A. Còn lý do tại sao, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Cái lý do thứ nhất mà cái chiếc Redmi 8A này mình nghĩ rằng là nó rất là bá đạo trong tầm giá, đó chính là vì giá của nó. Vâng, nghe thì có vẻ là khá là hợp lý, nhưng mà nó hợp lý thật. Bởi vì là nếu như là các bạn search ở trên Seven S thì hiện tại thì cái mức giá của chiếc Redmi 8A này nó chỉ khoảng vào 2,4 triệu sau khi mà trừ những cái phiếu mua hàng thôi. Đó, thì với cái mức giá này chúng ta sẽ có một cái thiết kế phải nói là cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn sò luôn. Mình không biết là qua cái ống kính máy quay các bạn có thể thấy được cái độ đẹp của nó hay không, nhưng mà các bạn có thể nhìn rõ đấy là cái mặt lưng của chúng ta thì được làm những cái vân nhám 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 này, và sờ vào thì nó cho một cảm giác nó rất là thân thiện, nó rất là thích tay. Và ngoài ra thì cái cách làm của Xiaomi ở trên một cái sản phẩm giá rẻ này cũng khiến mình cảm thấy rất là bất ngờ, khi mà chúng ta sẽ có một cái đường kẻ ở giữa làm nổi bật hẳn cái chiếc máy lên, rồi là cách pha màu từ màu cam sang màu đỏ, một cái kiểu gradient ấy, nhìn nó như kiểu là cái thiết kế của những cái chiếc Oppo Reno đắt tiền, chứ nó không phải là một cái sản phẩm rẻ tiền chỉ hơn 2 triệu đồng. Toàn bộ cái nắp lưng của máy là một cái khối nhựa nó liền khối, và khi mà các bạn nhìn ngoài vào thì các bạn sẽ không thể nào mà biết được rằng là đây là nhựa hay là đây kim loại. Nói chung là tất cả những cái điểm đấy tổng hòa lại thì khiến cho Redmi 8A là một con máy mà nhìn nó khá là chỉ trá, nhìn nó rất là đẹp, và không ai nghĩ rằng cái mức giá của nó chỉ là hơn 2 triệu đồng. Và chỉ với cái điểm này thôi thì mình đã có thể là khen không hết lời chiếc Redmi 8A này rồi. Nếu như mà so sánh tương quan ở trong cùng tầm giá thì chúng ta có cái chiếc Vsmart Joy 2 Plus. Ở đây là một chiếc máy cũng khá là ngon, nhưng mà cá nhân mình thấy thì cái thiết kế của Redmi 8A phải nói là ăn đứt so với cả cái chiếc Joy 2 Plus luôn. Thật ra thì cái chiếc smartphone này nó vẫn có một cái điểm trừ, đó chính là nó sẽ không có camera kép như Joy 2 Plus, cũng như là nó sẽ không có cái cảm biến vân tay. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái điểm mà mình nghĩ rằng là anh em có thể là chấp nhận được, bởi vì tầm giá của nó đã quá là rẻ rồi, thậm chí là thời điểm hiện tại thì nó còn rẻ hơn vài trăm nghìn so với cả Joy 2 Plus cơ. Cái điểm thứ hai mà cũng khiến mình cảm thấy thích chiếc máy này đó chính là về mặt cấu hình, khi mà chúng ta sẽ có con chip đó là Snapdragon 439. Thật sự thì đây không phải là một con chip có thể nói là bá đạo cho tầm giá, khi mà Joy 2 Plus nó đã được trang bị con chip Snapdragon 450 rồi. Thế nhưng mà xét trên cái mặt hiệu năng thì có lẽ là 439 với cả 450 nó cũng gần như là tương đương nhau thôi. Và nếu như mà anh em nhìn vào cái tầm giá này nhá, thì chúng ta có chiếc Redmi 8 với cái mức giá khoảng 3 triệu đồng thì nó cũng dùng con chip Snapdragon 439. Vậy nên là cá nhân mình đánh giá rằng là cái hiệu năng của cái chiếc Redmi 8A này nó là không hề tệ ở trong cái phân khúc này một chút nào cả. Và thêm vào nữa thì anh em vẫn có thể là sử dụng cái hệ điều hành MIUI 10. Mặc dù là cá nhân mình thấy rằng là khi anh em dùng ở trên đây thì nó cũng chỉ dừng lại ở cái mức tạm ổn mà thôi. Khi mà vuốt đa nhiệm hoặc là vào camera thoát ra thì nó vẫn sẽ có một đôi chút hiện tượng giật nhẹ. Nhưng đây là một điểm có thể chấp nhận được, bởi vì trong cái tầm giá này mình nghĩ rằng là anh em bỏ một số tiền như vậy ra cũng không mưu cầu gì về cái mặt hiệu năng chơi game cho lắm. Nhưng mà mình cam đoan với anh em rằng là đây vẫn là con máy có thể là chơi được Liên Quân Mobile. Ok, tiếp theo nữa thì chúng ta còn có một cái điểm mạnh ở trên cái chiếc Redmi 8A này, đó chính là về phần pin và sạc. Một cái chiếc máy mà có thân hình nó không quá to, với cái kích thước màn hình của nó chỉ là 6,2 inch. Tuy nhiên thì ở trong đây là một viên pin lên tận 5000 mAh. Vâng, em không nghe nhầm đâu ạ, 5000 mAh, một viên pin rất là trâu ở trong một chiếc máy này. Và với cái việc là chỉ phải gánh một cái màn hình với độ phân giải HD Plus mà thôi thì chắc chắn là thời lượng pin của nó sẽ cực kỳ là khủng khiếp. Còn nó khủng khiếp thế nào thì nếu như anh em muốn thì mình sẽ test cho anh em trong một cái bài khác nhá. Và thêm vào nữa thì chiếc máy này cũng là một chiếc máy mà được hỗ trợ sạc nhanh. Tất nhiên ở trong tầm giá này thì anh em phải chấp nhận đánh đổi một điều là trong cái hộp của máy thì sẽ chỉ được tặng kèm củ sạc 10W mà thôi. Nhưng mà mua thêm một cái củ 18W ở ngoài để mà sạc nhanh cho con này thì nó cũng không phải là một cái gì đắt đỏ. Đó, thì về phần pin và sạc thì mình thấy rằng là đây là một con rất là bá đạo trong tầm giá. Và
Về những cái thông số khác như là về camera hay là về màn hình thì nó không phải là những cái điểm mạnh của chiếc Redmi 8 A này. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì qua ba cái điểm vừa rồi, thứ nhất là về thiết kế đẹp, thứ hai là về cái thời lượng pin, và thứ ba là về một cái cấu hình cũng khá là tốt nữa, thì mình nghĩ rằng là đây gần như là con máy nó gọi là toàn diện, nó gọi là bá đạo trong tầm giá luôn. Và mình nghĩ rằng là mình vẫn sẽ chấm cái điểm hơn cho chiếc Redmi 8 A này khi mà so với cả Joy 2 Plus hay là khi mà so với cả những cái đối thủ khác. Vậy thì anh em nghĩ sao về cái chiếc máy này? Liệu rằng là cái vị thế của nó ở trong tầm giá 2 triệu nhỉnh hơn một tí, nó có giống cả Redmi K20 Pro ở cái phân khúc cao hơn không? Thì hãy để lại ý kiến của mình ở ngay phần bên dưới comment. Và đừng quên rằng là nếu như anh em muốn sở hữu cho mình cái chiếc máy này với cái mức giá tốt, ở hiện tại thì còn được tặng phiếu mua hàng cho cái chiếc điện thoại có mức giá rất là rẻ này, thì có thể là tham khảo tại website của Xiaomi nhá. Mà phần link thì mình sẽ để ngay ở cái phần mô tả bên dưới. Còn video đến đây là hết rồi. Nếu như anh em muốn mình test sâu thêm gì về con Redmi 8A này thì đừng ngần ngại để lại comment bên dưới và mình sẽ làm cho những video tiếp theo. Đừng quên nhấn like, nhấn subscribe cũng như là ấn nút chuông để có thể theo dõi cái video đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.